Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu sách của Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, với lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà, do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam phát hành năm 2020. Bộ sách được xuất bản năm 2020 vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm 3 quyển: Học Bác để làm người của Phó giáo sư Trần Đình Huỳnh, Lòng nhân ái và đức khoan dung của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, Mẫu mực về đạo đức, đặc sắc về phong cách của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Quý bạn đọc thân mến, trong di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn đảng, toàn dân ta, thì tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của người là tài sản tinh thần vô giá. Với bộ sách Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà, tập hợp những bài viết ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ nhớ của các tác giả, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân, để từ đó giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết trong bộ sách được lan tỏa và được người đọc tiếp nhận dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi. Các tác giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đã cung cấp cho bạn đọc những nội dung bổ ích và sâu sắc thông qua những bài viết, công trình nghiên cứu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chắc hẳn sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thú vị dành cho bạn đọc. Quyển sách Lòng nhân ái và đức khoan dung của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo và phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết tập hợp các trang chuyên luận nghiên cứu thể hiện sự vĩ đại và cao thượng, sự khiêm nhường và rất đổi chân thành của Bác trong trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, trong tầm nhìn và hành động, trong tình yêu và niềm tin mà Bác hướng dẫn chúng ta, dành cho mỗi chúng ta. Quyển sách được chia thành hai phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, đạo đức và văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh. Qua quyển sách, chúng ta cũng sẽ học tập lối sống giản dị, gần gũi thân thương của Bác. Quyển sách Học Bác để làm người tập hợp 31 bài viết thể hiện tâm tư và nhiệt huyết của người viết đối với mục tiêu của công cuộc đổi mới vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh của Đảng và nhân dân ta. Ở đó, người đọc sẽ học tấm gương sáng về lòng dũng cảm và đức hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân để ra sức rèn giũa bản thân mình để đáp ứng yêu cầu của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Cũng giống như hai quyển sách trên, quyển sách Mẫu mực về đạo đức, đặc sắc về phong cách của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu đến bạn đọc nhiều bài viết ý dị, gợi nên nhiều nội dung ý nghĩa như văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh, một kiểu mẫu văn hóa đạo đức, di chúc Hồ Chí Minh, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách, học tập phong cách ứng xử Hồ Chí Minh, vân vân. Mỗi bài viết mang đến một nội dung ý nghĩa sâu sắc giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Bác là tấm gương sáng về phương pháp làm việc, khoa học và học tập suốt đời cho toàn đảng, toàn dân ta, cùng các thế hệ mai sau phấn đấu học tập và noi theo. Học Bác và làm theo Bác, từ tư tưởng đến đạo đức, từ nhận thức đến hành động, thấm nhuần tư tưởng, phương pháp và phong cách của người. Đó vừa là yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới để phát triển ở nước ta, vừa là nhu cầu của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cái hay, cái tốt nảy nở thêm, để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, góp phần hoàn thiện đạo đức, nhân cách làm người, góp phần hữu ích vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân tộc đoàn kết, xã hội đồng thuận, đi tới chủ nghĩa xã hội theo chỉ dẫn của Bác Hồ. Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu và thân mời các bạn tìm đọc bộ sách Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà như dành tặng một món quà ý nghĩa nhân dịp sinh nhật Bác, góp phần giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video giới thiệu sách kỳ tiếp theo.